chuẩn men. Cái này cũng khó. Bây giờ không có chuẩn men nhiều lắm hả? Như thế nào gọi là chuẩn men em? Đúng rồi. Em nhìn là em biết thôi. Hay quá. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn rồi. Mời bạn nam. Mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh, chào bạn bên kia và chào quý vị khán giả. Em là Thu Dung, năm nay em 25 tuổi. Em đang làm công việc viết lách. Viết lách là viết về cái gì em? Em làm báo. Làm báo. À, rồi. Làm... Em viết báo được bao lâu rồi? Em cũng mới làm 3 năm thôi chị. 3 năm rồi. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Hớn, 32 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh của công ty xăng dầu ở quận 3. Dạ, quê bạn ở đâu? Em ở Long Đức Hòa, Long An. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chính thức thì chỉ có hai thôi. Chính thức chỉ có hai thôi? Dạ. Không chính thức chắc cũng nhiều quá hả? Cũng tạm tạm. Tạm tạm. Tạm tạm. Vậy là kinh nghiệm đường tình cũng rất là nhiều đúng không? Dạ. Nhưng bạn có thể rút ra bài học kinh nghiệm là lý do tại sao chúng ta lại không có duyên những mối tình đó, chúng ta lại phải chia tay những mối tình đó? Em nghĩ thì chắc tại vì một phần là do cái tính cách của hai người nó khác nhau quá. Gia đình em có kêu là hai đứa cưới đi á, nhưng người ta là không chịu. Không chịu? Dạ. Không chịu người ta bỏ em thì không hay chịu là em bỏ luôn? Không chịu thì người ta bỏ em chứ. À, yeah. Rồi bây giờ hôm nay có cô gái bên kia, cô phóng viên ha, hình như cô nó người miền Trung đúng không em? Dạ đúng rồi anh, em người Phú Yên á. Phú Yên, ở bên đây là mình ở Long An. Cái khoảng cách địa lý hình như nó hơi xa chút xíu. Không biết rằng nó có hợp không em? Dạ, nếu mà hai người hợp nhau thì em nghĩ là khoảng cách địa lý nó không có là gì. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình anh. Một mối tình rồi hả? Bao lâu rồi em? Dạ, cũng lâu rồi chị, cách đây chắc năm rưỡi. Năm rưỡi, lý do tại sao chia tay? Do tính chất công việc không hợp nhau chị. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì cao trên 1m7, chuẩn men. Phải chuẩn men. Chuẩn men. Cái này cũng khó. Bây giờ không có chuẩn men nhiều lắm hả? Như thế nào gọi là chuẩn men em? Đúng rồi. Em nhìn là em biết thôi. Hay quá. Để tôi hỏi cái vụ này khoan khoan. Này men không em? Phóng viên xinh đẹp. Em nhìn sao mà em phát hiện ra không chuẩn men em? Em tả dùm cho anh nghe coi, anh rút kinh nghiệm coi. Dạ không anh, người con trai mà người ta chuẩn men đó, mình nhìn là mình cảm giác được liền. Thì em nhìn anh Nguyễn Linh anh thấy em nhìn chuẩn men không? Thấy men không? Thấy men không? Dạ không anh men. Anh men. Ánh mắt rực lửa như vậy là men. Trời ơi. Cô này cảm giác hay. Hay. Tức là khi mà mình nhìn một người phụ nữ, người đó đẹp, tự nhiên con mắt mình nó rực lửa lên là chuẩn men. Ha. Cái này hay nè. Nhớ nha, nhìn gái là mắt rực lửa lên, còn nhìn mà xìu xìu nó nói mình là thế hệ. Lát nữa mà kéo cái màn lên làm sao mà có lửa đó thì là mới là men đó nghe. Rồi còn nữa là ảnh phải hiền lành, phải là người điềm đạm. Rồi, dư xăng luôn. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích bạn trai có tính gia trưởng. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ, em nghĩ chắc có chút chút. Chút chút là chỗ nào ví dụ? Bạn ấy chỉ cần hỏi em một tiếng thôi. Hỏi em không chịu là cũng không được làm đúng không? Đâu, em dễ tính lắm chị, làm sao không chịu được? Hỏi là chịu hết phải không? Hỏi là chịu hết, anh xin miệng có tiếng nói là được. Chiều nay em đi chơi với anh bạn trong công ty nha anh. Được không? Dạ. Được có gì đâu. Được. Bình thường mà. Được. Dạ được. Ừ. Dạ được. Trời ơi, chưa gì là có tính là ghen rồi đúng không? Được, sao suy nghĩ lâu dữ vậy? Anh suối đó chứ không, nó kêu không luôn rồi đó. À vậy hả? Vậy còn mình thì mình đặt ra cái chuẩn tìm người bạn gái là người như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, tại vì em không được đẹp lắm nên em cũng không dám chọn bạn gái nào cao sang đấy. Nhưng mà cái chiều cao này đâu có đủ 1m7 đâu. Chắc 1m7 á chị. Không có tới, đừng có nói thách tôi. Dạ 69 thôi. Thôi được rồi, bây giờ đâu có tiêu chuẩn gì nó nghe thử coi. Chỉ cần nhìn dễ thương. Bên chú Thảo với cha mẹ dễ thương. Bên luôn kia là quá dễ thương luôn. Biết quan tâm chăm sóc gia đình là được rồi. Vậy thôi à, có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Bê bối với lại là hay nói xạo á. Em không thích. Hỏi bên kia có nói xạo không? Dạ bảo. Em thật thà lắm. Là thật thà lành mà còn thật thà nữa. Em có lãng mạn không? Lãng mạn thì chắc không ai bằng em đâu. Phải không? Dạ. Chút xíu nữa mở mạng lên nhớ hỏi nói với cổ cảnh mà mình hẹn hò rồi này kia như thế nào nhá. Không lãng mạn lắm á, nó hẹn hò với cây xăng không đó. Mình đã chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Đủ hết rồi chị. Đủ là có cái gì? Thì tiền đám cưới,
vàng, mua có vàng nữa hả? Khó chứ, mua vàng cho bạn gái này cũng được mấy phần rồi đó. Cũng được mấy phần rồi. Rồi có gì lập kế hoạch bao lâu mua nhà mua cửa rồi sanh con đẻ cái gì không? Thì chắc cứ vợ về cái đó là hai người tự thương lượng và cố gắng thôi. Thương lượng gì? Mượn tiền nhau hả? Khó vậy, đó là mượn tiền mình cái đó mình phải lo chứ, tại sao mình để mà mượn tiền? Có gì đâu thương lượng. Phải bàn bạc luôn phải thương lượng, hỏi là em nên mua em nhà bự nhà nhỏ. Nhà bự nhà nhỏ mới mua chứ không quận mấy. Để thuận tiện em công việc em đi làm. Nhưng mà anh lo hết phải không? Lo hết dạ. Thì vậy đi nói cho rõ thì tiền thương lượng được không? Mới đám cưới về thương lượng em có bao nhiêu cho anh mượn không được. Chị hỏi rõ hết trơn rồi nha cưng. Hai này cũng hợp đó. Được không chị? Được. Bên kia dễ thương lắm em. Thôi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân tư vấn coi nói sao nha. Em đi với ai? Nè em đi có bố em, có chị sếp với lại mấy em. À có bố nữa hả? Nãy giờ bố ngồi cười mỉm chi quá chắc được quá. Dạ chào bác. Bác thấy cô con dâu tương lai thấy được không mà bác? Thưa anh Quyền Linh, thưa chị Cát Tường, chị xin phép cho tôi nói là tôi ok rồi đó, thấy tạm được rồi đó. Dạ. Cơ bản vậy là thấy được rồi, thấy nhẹ nhàng rồi bác. Ủa hình như là em có đi với sếp nữa phải không? Dạ. Sếp. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị. Cách đây 5 năm á, em có hứa với nó là chị sẽ trả tiền cho cái chuyến xe rước dâu. À. Mà từ đó đến giờ chờ hoài không có. Tự nhiên nãy giờ em ngồi đây á, em mới đổi ý, cái em phải ra hạn luôn. Là từ đây tới cuối năm 2017 nếu mà không có coi như cái lời hứa đó là coi như mình bỏ. Đúng rồi chị, phải có giờ thời hạn chứ đâu mà kéo dài. Đúng quá. Đúng rồi, cái gì nó cũng phải có thời hạn à. Hớn này thì rất là chịu khó, chăm chỉ và ham học hỏi. Dạ. Có một điều thì hớn nó giấu hồi xưa giờ nó không nói, rất thích gái đẹp. Chị mong là hai đứa sẽ cùng bóng. Dạ, rồi cảm ơn chị. Nhà em gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với một số bạn làm chung với lại bạn thân của em. À rồi đâu chị chưa gặp bạn em đâu. Chào em. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Thu Dung ạ. Theo như mà như chị thấy đó Dung, mặc dù là bạn nam bạn hớn, bạn rất khiêm tốn, bạn nói bạn không phải là trai đẹp, nhưng mà theo những cái tiêu chuẩn trai đẹp mà chị em mình hay nói với nhau á thì chị thấy bạn hớn rất ổn. À bạn trai hớn ta khen mình kìa, nghe cảm ơn gì chứ. Rồi có yêu cầu gì của nhóm bạn đối với chú rể tương lai này không? Tụi em chơi chung với nhau á thì cùng thích á, là thích cái kiểu điềm đạm như Dung nói á. Mặc dù bạn nam bạn kia bạn tin hớn nhưng mà thực ra thì chị thấy bạn rất là chững chạc. Rồi cảm ơn. Bây giờ là mình gặp nhau đi để xem tiếng sét ái tình coi có lửa gì không nha, có đốt cháy được không nha. Kéo màn. Cô gái đến từ Phú Yên gặp chàng trai đến từ Long An. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Ngồi yên cho người ta ngắm cái mắt coi. Để nhìn được lửa nha. Em thấy mắt anh có lửa chưa? Chưa, nó mới nhìn nhóm thôi nên em chưa có biết, để một hồi nữa em kiểm nghiệm. Anh thấy em sao? Anh nghĩ thì anh đang... Trời ơi sao bối rối vậy? Sao tự nhiên vén màn lên thấy em anh rung quá. Thấy em dễ thương, nói chung là anh thích. Em coi nó có chuẩn men không em? Anh biết thích em là anh chuẩn men rồi đó. Không nhưng mà thích vậy coi cái thích thật hay không, hay là nói thích cho qua để che giấu cái không chuẩn men đó. Bây giờ cũng nghi ngờ lắm em ơi. Em thấy anh có được gọi là đủ tiêu chuẩn của em để em mới 69 à? Được 69 không anh? Nếu đo kỹ cỡ 67 à? Ở nam cũng dễ thương, chững chạc, không có sủ nhi. Chứ anh 32 tuổi không sủ nhi gì nữa em. Tùy thôi anh, có người 35 tuổi vẫn sủ nhi bình thường. Mày nhìn không tướng sủ nhi đâu, sủ quẻ. Hỏi tí em hỏi gì đó. Thì giờ mà hỏi tên nó tên gì nó biết chết liền á. Anh chuẩn bị nhiều lắm á, tự nhiên anh sao gặp em anh rung quá. Tim đập mạnh rồi đúng không? Dạ. Thì đúng rồi đúng. Em biết cổ tên gì không? Dạ thì Dung. Hả? Tên Dung. Tên Dung hả? Dạ đúng rồi anh. Em biết anh tên gì không? Anh tên Hớn, anh tên Hớn. Mình khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Em muốn tìm hiểu chắc cũng khoảng 1-2 năm gì đó. Dài quá em. Trả giá đi. Mình rút ngắn bớt là được không em? Cái đó là do anh á. Nếu mà anh làm em thấy thuyết phục thì nhiêu em cũng được. Do anh đó nha anh. Yeah. Và anh hy vọng là sau buổi này anh sẽ được, chiều nay anh sẽ mời em đi coi xem phim hay là đi shopping hay đi đâu đó. Em cũng nghĩ là mình gặp nhau ở đây là cái duyên rồi. Không duyên này thì nó cũng duyên khác mà anh. Duyên khác là duyên gì cô? Để cái gì chấm chấm mọi người sẽ hiểu.
Đây, đặt tay vào nút bấm nha. Suy nghĩ thật kỹ. Để xem chúng ta có duyên để hẹn hò hay không. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Có 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn trai bấm rất nhanh đúng không? Còn bạn gái suy nghĩ điều gì mà chậm vậy? Em suy nghĩ là để từ từ bấm cho có giá. Nhưng mà đôi khi mà hàng để lâu quá bán không chạy nó ế đó thì nó cũng xuống giá lắm nha. Chúc mừng các bạn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Prilus. Nào, nắm tay cô gái ấy. Hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ thôi đừng hôn anh. Không được, đây là quy định của chương trình. Dạ thôi được rồi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúng tôi xin mời bạn đến đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Không mập. Mập, nhưng mập hơi, hơi ốm. Ốm mà có yếu không? Dạ, chưa, đó là chưa yếu. Đôi khi á mà chậm quá cũng không tốt đâu. Tới rồi mà còn không chịu đâu. Làm giá chút xíu cái lỡ chứ không phà cái nó đi luôn. Hy vọng rằng cặp đôi ngày hôm nay sẽ tiến xa hơn. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Thảo à. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh, bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả ngày hôm nay. Em tên là Trúc Phương. Em năm nay 27 tuổi. Dạ, quê quán em ở Long An ạ. Em làm cho một công ty sản xuất đồ thể thao ạ. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các chị khán giả. Chào bạn cùng chơi. Em tên là Lê Minh Hiếu. Em là giáo viên. Em đang làm ở Bình Dương, còn hiện giờ đang học cao học ở Sài Gòn. Và nhà em hiện đang ở Đồng Nai và quê quán ở Tiền Giang. Tức là bạn ở hai ba nơi vậy đó hả? Em dạy cấp mấy? Dạ, em dạy trung cấp với chị. À, dạy trung cấp hả? Có nhiều cô giáo xinh đẹp. Nhưng mà các cô đó là có hoa là có chủ hết hết hả? Không lẽ mình xung quanh không có cô nào mà chưa có chủ hả? Dạ không, ở đó là em là thuộc dạng là nhỏ nhất. Trường mỹ thuật văn hóa nên các thầy cô đó là thường lớn tuổi hết rồi. Bạn dạy chuyên môn về gì? Dạ em chuyên môn về lịch sử văn hóa. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, siêng năng chịu khó, hơi lúa chút xíu. Còn điểm yếu của em là em hay mắc cỡ, hơi bị tính dị đoan. Hả? Có đi coi tuổi coi thầy gì không? Dạ có chị. Vậy là em hợp với tuổi gì? Em hợp với tuổi tuổi dần. Ủa bạn trai bên kia tuổi gì? Dạ em tuổi thìn chị ơi. Thìn. Được không? Em nghĩ chắc cũng được. Được. Mê tín dị đoan mà chưa hỏi thầy bói mà dám nói được. Rồi giờ yêu nhau xong rồi về dắt đi coi thầy, thầy nói không được rồi tính sao? Em nghĩ là quan trọng là do bản thân mình thôi. Vậy thì bỏ đi coi đi, vì mê tín dị đoan chi. Bạn có về điểm mạnh, điểm yếu nào? Dạ, về điểm mạnh thì em có thể nấu ăn được, biết quan tâm người khác. Thì đôi khi cũng có thể làm quân sư bất đắc dĩ cho các bạn được. Điểm yếu? Công việc thì em có thể quyết đoán được, nhưng mà trong tình cảm nhiều khi còn hơi do dự quá. Do dự là sao em? Sợ không biết mình làm vậy người ta sẽ có ảnh hưởng gì không, thì người ta sẽ cảm thấy thế nào á. Bây giờ bạn nữ, bạn tìm người yêu cho mình với một hình dáng như thế nào, bạn tả cho tôi biết được không? Em có một số yêu cầu với bạn nam là chiều cao đầu tiên là phải trên 1m65. Tính tình thì cũng vui vẻ, giản dị, nghề nghiệp thì ổn định, với cầu tiến trong công việc với cuộc sống, không quá gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không chị ơi. Cô đề ra như vậy bạn có thấy đáp ứng được không? Dưới mức em tưởng tượng. Cô đề thấp quá. Mình cao hơn đúng không? Cô đề có ưu điểm nhiều lắm, em có tự gì khó hơn không? Tự tin, em không thích cái gì ở người bạn trai? Không có chung thủy, hay nổ quá chị, hay khoa trương khuếch đại. Bên kia thấy có hơi nổ nổ rồi đó. Không có đâu, chưa có nổ gì hết. Em hay nói xấu bên đây không à? Gì nữa em? Về ngoại hình có cái gì không thích không? Đừng có mập quá chị. Với lại đây hơi mập á. Sạch sẽ là được. Dạ. Sạch sẽ, giản dị là được. Thầy giáo phải sạch sẽ rồi, giản dị có luôn. Ừ. Còn gì khó hơn không? Dạ đừng có xến xuống màu mè quá. Dạ. Bạn nam thời trẻ bây giờ hay mặc kiểu như quần jean rách hay là mấy cái kiểu đội nón hip hop gì, em không thích kiểu màu mè giống như con gái như vậy. Có đâu có màu mè, nó rách rưới thôi chứ đâu có màu mè. Dạ. Quần không rách.
có rách một chỗ mà không thấy. Tóc tai cũng gọn gàng, thầy giáo có vẻ sạch sẽ, không mập. Đặc chuẩn. Hơi ốm. Ốm mà có yếu không? Dạ chưa, đó là chưa yếu mà. Sao cái giọng nói ngộ ngộ vậy? Người khu em là khu tái định cư á, xung quanh có rất nhiều người các vùng miền khác nhau. Không không, cái giọng á, cái không phải là nói giọng vùng miền, mà ý là cái chất giọng nói giống như là muốn đứt hơi vậy. Thì đó, anh nói anh ở tái định, khu tái định cư thì cái giọng cũng tái định cư. Ồ vậy luôn hả? Lúc có lúc không. À, mình có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình cần muốn tìm mà cái mẫu người bạn gái em cần tìm á, thứ nhất là sạch sẽ, biết nấu ăn. Mà em nấu ăn giỏi rồi, cần bạn gái nấu ăn chi nữa thì nấu bạn gái ăn được rồi. Hai người cùng làm á, nó sẽ có tình cảm gắn kết với nhau. Hỏi cho vui thôi chứ bên đây ưu điểm là nấu ăn. Dạ. Rồi. Có điều gì không thích ở người phụ nữ nữa không? Nói nhiều. Ghen dữ quá. Tại nhiều khi các bạn ghen, các bạn cứ tưởng tượng ra thêm thôi. Em có sợ cái sở trường gì không? Cho em có thể viết lách được chút đỉnh. Làm thơ đi, làm thử mấy câu thơ tặng bạn gái. Thôi bây giờ nè, để thầy giáo nghiên cứu một hồi đi. Suy nghĩ làm thơ chút qua đọc trước mặt cô gái ấy để gây ấn tượng ha. Dạ. Cho thầy thiếu cái đó. Chắc xỉu luôn á chứ đọc gì nổi. Khó. Vậy chứ mà khỏe lắm, đừng có làm khó thầy giáo tôi nữa mà. Chào em gái. Thầy giáo bên đây đúng là như em nói, rất là thiệt tình, giản dị ha. Không có nổ đâu chị Tường, chỉ nói vậy thôi chứ. Nãy giờ anh nổ không chứ thầy giáo nào nổ chứ. Anh ở Long An á. Ý anh ở Bình Dương, Bình Dương, Đồng Nai, nói chung ở tùm lum hết trơn. Chưa có ổn định lắm. Em có lo lắng gì điều đó không? Cũng hơi lo, tại vì hiện tại công việc của em là ở thành phố. Em cũng không có muốn chuyển sang Bình Dương hay là Đồng Nai. Tức là ổn định thành phố rồi đúng không? Dạ. Nếu mà có hợp với nhau thì ở thành phố này lập nghiệp luôn. Dạ. Rồi, để anh hỏi anh ấy thôi nha. Nếu như mà giờ hai người lấy nhau là em có đồng ý ở thành phố luôn không? Dạ thì đó cũng là mong muốn của em anh. Thầy còn thập nghiệp luôn. Mình có kế hoạch nào cho tương lai? Nếu như lấy vợ có con? Đang cố gắng chuẩn bị điều kiện phấn đấu để trở thành giảng viên của trường đại học. Thì khoảng bao lâu thì em sẽ trở thành giáo viên đại học? Nếu mà thuận lợi khoảng 3 năm nữa. 3 năm nữa. Hồi nãy giờ em nghe cái giọng nói của anh, em hình dung ảnh là người như thế nào? Em nghĩ thì anh chắc cũng cao ráo. Cao ráo. Chắc hơi mập chút xíu. Hơi mập. Em nghĩ là vậy, em nghĩ là vậy. Chắc vậy đó. Hơi mập. Rồi. Bây giờ mình hỏi người thân coi ý kiến người thân tư vấn sao đây. Em gái đi với ai? Em đi với ai không? Dạ em có đi với hai chị bạn thân. Rồi bạn em ngồi ở đâu nè? Bạn thân đâu? Đâu. Thân ai nấy lo hay sao? Đâu mất tiêu hết trơn rồi. Chắc tại hai chị có việc bận. Đi rồi hả? Đó, vậy là thân ai nấy lo đó. Rồi, thân ai nấy lo. Giới thiệu bạn thân mà thân nó đi lo rồi. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em cũng đi với hai người bạn thân. Thân luôn, đâu? Dạ. Thân thiệt quá. Chào anh Cơ Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Hiếu là một người rất là nhiệt tình, chăm chỉ và chịu khó, thật thà. Còn khuyết điểm của Hiếu là nhiều khi nhiệt tình, nhiều khi nó xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn. Về những cái tiêu chuẩn của bạn nữ thì thấy là Hiếu đáp ứng được khoảng 80%. Ngon lành rồi. Rồi, vậy là được rồi, 80% cũng được rồi. Ngon lành quá. Bây giờ rồi. Kéo màn lên. Thầy giáo nhớ nha, làm một bài thơ nào gây ấn tượng với cô gái đó nha. Cố gắng giữ cuộc hơi ổn định nha. Kéo màn. Suy nghĩ một bài thơ nào. Mập dễ sợ. Dạ, chào anh. Thì lần đầu gặp mặt có duyên thì anh có món quà nhỏ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thì anh dạy trung cấp nhưng mà anh dạy môn gì ạ? Anh dạy bên lịch sử. À, lịch sử. Lúc mình về trường chủ yếu làm công tác quản lý thôi. Anh có tính chuyển công tác lên thành phố hay là anh muốn gắn bó lâu dài với ngôi trường anh đang dạy ạ? À? Mục tiêu của anh là một trường đại học nào đó ở thành phố này. Làm bạn thơ đâu, cảm nhận bạn gái thế nào? Em thấy bạn cũng dễ thương. À, cảm ơn anh. Rồi có vẻ là bạn có hướng nội nhiều hơn. Dạ tính cách của em thì hơi hướng nội. Nên là em gặp người làm hay mắc cỡ chút xíu. Gặp anh nay giờ có mắc cỡ không? Dạ, chắc. Em cũng không biết nữa. Thì anh hỏi thì em cứ nói thôi ạ. À. Anh là tặng em, tặng dạ. Anh Nguyên Linh, chị Cát Tường và mọi người đây một đoạn thơ ngắn thôi. Dạ cảm ơn anh. Có gã si tình lúc xuân sang, mơ bóng người thương dệt mộng vàng, ghép mảnh hương yêu màu ngọc bích của gió trở về từ bốn phương. Bài thơ ngắn. Gái hát là tặng anh ấy cho anh biết rồi. Vậy em cũng xin hát tặng anh một với khán giả một bài. Anh xa nhớ anh có khỏe không?
Em lâu lắm không viết thư tay, đầu thư em chẳng biết nói gì, ngoài câu em ở đây nhớ anh với đây. À dạ. À, dễ thương quá. Đây là một người anh thấy rằng có một cái khát vọng trong tương lai là muốn hướng đến một giảng viên đại học. Đó là một cái điều tốt. Rồi như vậy thì như hồi nãy anh nói là anh không muốn bạn gái ghen nhiều quá, vậy em có thuộc trường hợp đó không? Thì em là tiếp người không có thích ghen. Em thích sự thủy chung, ví dụ như mình thẳng thắn với nhau, mình có điều gì khúc mắc thì nói với nhau, nếu mà không quen thì mình nên nói thẳng và mình chia tay, chứ để tránh trường hợp mà những cái không hay về sau. Nên em rất là thẳng thắn bộc trực, em không thích nói dối, không thích đôi co. Nói chung là em không phải tiếp người ghen. Bây giờ mình tính toán cái chuyện hẹn hò như thế nào đi. Em tại ở trọ thành phố để học luôn, em dùng toàn bộ thời gian ở thành phố hết, nên mà việc hẹn hò thì lo là bạn nữ không rảnh thôi. Không lo học đi ông. Bữa nay á thì anh với em rồi chương trình, được nhờ chương trình là may mối sắp xếp thì gặp nữa ở đây là cái duyên rồi. Hãy anh với em hãy cùng cho nhau một cơ hội để có thể biến tình cái duyên này thêm tình thêm nghĩa nữa, thì nó sẽ quá đẹp, quá tốt hơn. Để tay nút bấm đi thầy giáo. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ tại vì em thấy anh cũng lo học quá, em muốn anh tập trung cái công việc học nhiều hơn. Biết đâu sau 3 năm cô gái ấy tự đi tìm nút để bấm với bạn thì sao? Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc của mình nhé. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Của em là biết nấu ăn, trẻ con. Có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nên là em không có bạn trai. Không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn. Bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai, em không thích và chia tay với bạn đó. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chú Huyền Linh, cô Cát Tường và quý vị khán giả và bạn nam sắp ra bên kia. Rồi, ngồi xuống đi con. Chào bạn nam sắp ra rồi ha. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, giới thiệu đi, bạn trai ra rồi đó em. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ, em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ, đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn nữ bên kia. Chào khán giả bên dưới ạ. Dạ, em tên là Quốc Triệt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Dạ. Cầu đặc biểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Của em cũng giống không biết ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Cái chuyện của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chú chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Chỉ thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ nướng. Bạn ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, mà em có ưu điểm, khuyết điểm dạ, gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tới lúc thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính một xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa, nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai, nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị, nhưng mà em do em ít xài á
mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Lại bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải không? Chính vì đẹp trai nên em chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ, thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn mê gái đó, đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ ạ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rắc rối quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tôi bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Rồi chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ được chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? Dạ không, em đó giờ ít coi phim luôn. Nếu mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đó cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên nè, nó dễ nói chuyện. Chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Thích đất là nhịp tim mới tăng đó chị. Không có, mà nó đỡ lạnh. Hít ta vô đó chị. Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ơi, ghê. Trai võ công cao hả? Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim mới tăng cao. Máu gì nhóm máu gì? Dạ, em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Trời, hiện tại thì em đi làm chị. Nhưng mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Mày đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để anh lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Để qua bắt đàn gái hít đất luôn. Xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ồ vậy à, cảm ơn con. Con là ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng mà con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi. Như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được ha. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? À, ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, 100% rồi. Hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình ạ. Phải không? Hay người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mà bỏ rồi anh ạ. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng rồi. Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Gia trưởng đó là dạ em Bến Tre phát âm sai ạ. À. Không, bạn này không gia trưởng đâu. Bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? À, chó hay mèo? Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi, cho chị gặp mẹ nha.
Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con cô một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng. Dạ. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông mới tới rồi. À, rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em mà, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á. Thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này á, thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào. Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa vẫn còn lạnh hả em? Chào bạn ạ, mình có món quà tặng. Anh em đi, cho nó thân mật. Anh không biết là em có thích quà gì, nhưng... Cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em thích luôn nè. Gì vậy? À, có cái đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên về bạn về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. À, em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chắc con nôn quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ sẽ em. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi, nhớ nha, đọc không sót càng nào nha. Tay tay một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, còn cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ, đó. Ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được đó, thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú từng anh thường chị quê. Mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nếu mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn Quế Anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Dạ, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát.
như hết đó. Anh thích như em nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm. Chuông thì sao ghế. Ở đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có trân trọng cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em, cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó, tại bây giờ này nhớ có khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Cô ấy anh. Tim mình có rung động gì không? Trời, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy làm sao? Trời, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cố nên nhìn sao cho đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái ấy không? Để tôi cầm giùm cho. Nhớ nhớ tại em nha. Ừ. Tới nắm tay là Hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là tới tim anh nó đập đúng hướng á. Phải cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à. Thọt cái ngón tay vô cái nút. Rồi, ông bấm hồi ông bấm không được cho coi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao bấm chậm vậy, làm anh hết hồn kìa. Em bấm không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn. Hôn ai? Hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. Lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi, không quên được. Dễ thương quá. Được không cô? Tụi nó xin hôn nhau cô cho không? Hôn rồi, cô chưa cho. Ủa hôn gì? Rồi. Rồi tụi mày lo đây là hỏi giờ... kia hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ con. Hôn mẹ, hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng không? Hung lại đàng hoàng, hung chậm từ vô, hung lên má, kỷ niệm, sắc sâu vào tim. Hung từ từ, nắm tay vô. Hung từ từ, chị nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu có đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ, dạ. Bắt đầu chuẩn bị, hung vô. Hung từ... Để Nguyên hít vô, hít sâu. Giờ là hung đầu tiên mà. Hít. Đó, cảm thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc. Công nhận nó hết thấy thương luôn. Hết thấy thương kìa. Hẹn đám cưới hai đứa rủ anh đi nha. Dạ không quên anh được. Hai đứa cầm bé đi xem phim nha. Ở cùng đập Cinebox 212 lấy chiến thắng á. Tới xem phim để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn nha. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành tặng cho hai bạn đó chính là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Và đây là một phiếu giảm giá 25% của nệm cao su thiên nhiên Vinalatex khi mua sản phẩm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Và đây là một phần quà dành cho hai bạn, đó là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất, trị giá là 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, đây là bó hoa hồng tươi thắm tình yêu đầu đời của ảnh đó. Rồi đây là quyển sách về đọc. Cách yêu nhau, hôn nhau và là cách làm chồng. Đọc cho hết nha. Dạ, không sao hồn tan. Cố gắng nha. Về Tân Phước nha. Dạ. Qua đò đó.
rất là dễ thương. Rồi, một cặp đôi đã đồng ý hẹn hò rồi. Chắc là cặp đôi thứ hai, chắc cũng may mắn như vậy. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai quý vị nha. Anh thì cũng có đôi lúc có xí tào lao đó em. Tại vì công việc thì nó cũng có nhiều cái nó bị áp lực. Nhưng mình muốn làm cho mọi người có một cái không gian là luôn luôn nở cái nụ cười hết. Cho nó vui đúng không? Nhưng mà lúc mà mình làm cho mọi người vui quá thì... Tao nói mình tào lao. Tao nói mình tào lao. Mời bạn Nam. Ồ. Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình trước đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh bên kia rào ạ. Em tên là Tống Thị Ngọc Tuyền. Em 28 tuổi nhưng mà trong giấy khai sinh em chỉ có 26 tuổi thôi. Em hiện tại là đây là nhân viên bán thuốc, quê em ở Đồng Tháp ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. MC Quyền Linh, chào em. MC Cát Tường, chào toàn thể quý vị khán giả ở trường quay. Em là tên là Anthony William Hồ. Hả? Lên... Cái gì? Anthony William Hồ. Yes. Anthony William Hồ. Yeah. Tên Việt Nam là Lâm Văn Hổ. Công việc của em là chăm sóc mảng về lớp xe. Anthony William Hồ. Dạ. Tên là Hổ. Dạ. Quê ở đâu em? Quê em ở Trảng Bàng, Tây Ninh chị. Trảng Bàng, Tây Ninh. Dạ, nhưng mà hiện tại là em đang sinh sống tại quận 12. Công việc của em thì tối ngày thì chỉ có đi thị trường với lại gắn bó với những cái mỏ với lại lớp xe rồi không. Nên bởi vậy là khi mà tìm kiếm mối quan hệ nó cũng hơi hạn chế. Mỏ gì em? Dạ, mấy cái mỏ với mỏ than, mỏ đồng rồi các thứ á chị. Nhưng mà tự nhiên sao em có cái tên lạ vậy? Ai đặt cho em cái tên kia vậy? Là do là bên của sếp của em là ông Gem với lại ông Martin luôn nói là làm thị trường với lại bên của mấy công ty khác cũng như là bên nước ngoài thì bắt buộc phải có một cái tên là của ngoại quốc một chút xíu nghe cho nó Tây Tây. Mà em cũng Tây Ninh nữa nên mới vậy chọn luôn cái Anthony. Ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Dạ, về phần ưu điểm với lại khuyết điểm của em á thì em nghĩ là ưu điểm với khuyết điểm của em cái hai cái nó là một à. Tại vì là khi mà em làm việc cái vị á thì em cũng có một cái quan điểm là làm hết mình. Khi mà hoàn thành công việc thì xong thì thôi. Nhưng mà đôi lúc mà làm việc á thì em cũng có hơi khó tính một chút xíu với lại mọi người. Là em muốn cái công việc của em phải hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Khó quá người ta nói là ông nó khó ưa lắm. Làm việc mình phải ra làm việc, anh cũng vậy đó. Không, anh cũng hay quạ quọ trong lúc làm việc. Coi như là ưu điểm nó cũng khuyết điểm luôn á ha. Dạ dạ. Rồi, bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là vui vẻ, hòa đồng, biết chia sẻ và thông cảm ạ. Còn khuyết điểm của em là nhát, sợ gặp người lạ lắm ạ. Người khác nói lớn tiếng á, hay làm cho em giật mình. Cho nên là đó là cũng là khuyết điểm của em ạ. Rồi, nói lớn tiếng là em giật mình hả? Dạ. Chung là hơi yếu đuối, cái gì cũng sợ dạ, chứ, phải không? Tại vì tính của em là hơi bị mềm mỏng, nhỏ nhẹ. Sợ bạo lực, đúng không? Dạ. Rồi, cái tình trường của mình là như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là mới cho người đó cơ hội thôi. Mối tình thứ hai là em quen người đó cũng được 2 năm. Xong rồi người đó đi hợp tác lao động nước ngoài, rồi có người khác, thế là chia tay. Trời ơi buồn dạ. Vậy là đi rồi đi luôn đó, xa mặt cách lòng luôn đó. Dạ. Thôi chuyện buồn bỏ qua. Bạn trai, Hổ có bao nhiêu mối tình? Tình trường của em thì em cũng có được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời sinh viên. Thật sự là 2 mối tình của em đều kết thúc hết á, là do là thứ nhất là tuổi trẻ, cái thứ hai nữa là năng lực tài chính của em lúc đó nó chưa có được đáp ứng đủ cho cái gia đình của phía bên của bạn nữ. Bây giờ là công việc ổn định, kinh tế ổn định chưa? Dạ, nay là công việc giống như là kinh tế ổn định rồi nên bởi vậy là em cũng muốn tìm cho mình một nơi để cho mình làm xây dựng một cái tổ ấm. Với lại một phần nữa là mấy đứa bạn của em đấy nó nói em ế quá. Lý do em có biết không? Hàng ngày em chỉ có cái công việc và đi lên mỏ, đa phần cái mối quan hệ của em nó là tiếp xúc với lại nam là chính. Mình sẽ tìm một người yêu lý tưởng như thế nào hả bạn gái? Dạ, thứ nhất là trung thực, không lừa dối. Thứ hai là người có bản lĩnh. Về ngoại hình em muốn người như thế nào? Da ngăm ngăm giống như là ca sĩ Đăng Nguyên, nhìn men. Da này ngăm luôn á. Ngăm luôn, ngăm đen luôn. Tụi như than được không em? Quảng Ninh đó. Em không thích mẫu bạn trai như là râu quai nón. Nhìn theo cảm nhận của em thì nhìn dăm dăm sao đâu á, em không có chịu. Cái gì? Râu quai nón sao? Nhìn có vẻ dăm dăm cho nên em không chịu ạ. Của mấy người râu quai nón là dăm hả? Dạ.
Mấy người râu quai nón tao hiền lắm á. Bên đây không có râu quai nón mà có một cái râu nhỏ nhỏ ấy. Em nhớ Hồng Tơ không? Dạ nhớ. Đó, anh có râu vậy có sao không? Dạ không sao. Râu tài đó. Râu đó là râu tài được à. Dạ. Rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai là tập gym, nhìn cơ bắp cuồn cuộn, nhìn em cảm giác như là giống như con vượn vậy á, em sợ. Trời đất ơi, người ta cơ bắp cuồn cuộn mà nó giống như con vượn. Khổ ghê, ta tập gym cho có sức khỏe em ơi, ta mới che chở bảo vệ em được. Có bụng hơi phệ phệ đi xíu thì cũng được. À, thích bụng phệ hả? Dạ vừa thôi anh. Vừa phệ thôi. Dạ. Hói thích không? Ừ, em không thích hói đâu. Cao khoảng 1m65 trở lên là được ạ. Không thích tóc xoăn giống như người châu Phi ạ. Có cái gì em cũng không thích thì hói. Dạ, đó là lý do vì sao mà em khó có thể tìm được một người hợp với nhãn ý của em ạ. Xăn cũng không được nè, hói cũng không được. Xin giới thiệu với em Anthony William Hổ. Không có những gì mà em không thích hết. Chỉ có chút xíu hầm râu thôi. Đại diện nhà trai Lulu Linh xin xác nhận. Cái gì Lulu Linh là gì? Cũng có tiếng nước ngoài vô Lulu Linh. Lulu là con chó mà. Thế lộn tên rồi. Anh thì cũng có đôi lúc có xí tào lao đó em. Gì? Có tào lao nữa hả? Dạ, có tào lao. Tại vì công việc thì nó cũng có nhiều cái nó bị áp lực. Nhưng mình muốn làm cho mọi người có một cái không gian là luôn luôn nở cái nụ cười hết. Cho nó vui đúng không? Thì cho nó vui. Nhưng mà lúc mà mình làm cho mọi người vui quá thì hả? Ta nói mình tào lao. Ta nói mình tào lao. Mình hơi tăng dạ. Tào thôi, có tào lao gì đâu. Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì bây giờ hiện tại em muốn tìm một mẫu người bạn gái. Lúc nãy là em có nghe bạn nói là bạn làm bên phía bên dược. Cái nghề đầu tiên của em là khởi đầu bằng dược. Nếu như mà bạn gái ở bên kia là có kỹ năng bên dược thì sau này em có thể hỗ trợ cho bạn để phát triển cái ngành dược đi lên nhiều hơn. Mở cái tiệm thuốc bán ha. Dạ. Em có thể mô tả chi tiết mà người yêu em muốn như thế nào? Em cũng không có cầu kỳ là bạn đó phải quá đẹp, quá xinh hay gì hết. Với một cái nữa là hiểu chuyện. Bao lâu nữa thì em lập gia đình được? Càng sớm càng tốt. Sớm thì, là bao lâu nữa? Thì trong năm nay cũng được. Năm nay em đã sẵn sàng mọi thứ hết. Sẵn sàng hết mọi thứ rồi, em cũng tự tin. Rồi. Dạ. Điểm gì em không thích ở người phụ nữ? Đụng cái gì cũng càm ràm. Không thích càm ràm. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy cô con gái cũng rất là dễ thương. Cái như cụ thể em muốn là cái hình dáng người con gái thế nào? Coi bên đây có giống không? Nếu như mà chiều cao thì khoảng tầm khoảng 1m60 là ok. Trên dưới cũng được, không sao. Được rồi, ngon. Dạ, vui tính. Dễ thương, rất dạ. Vui. Em không có quan trọng là tóc dài hay tóc ngắn. Có một chút cá tính thì ok hơn. Có. Dạ. Sao thích dáng người như thế nào? Em nghĩ là giống như chị Cát Tường là ok nhất. Cảm ơn em. Dạ, không có, tại vì chị Cát Tường là hội đủ đầy đủ hết các tố chất của người phụ nữ của Việt Nam ạ. À. Dạ. Cuộc đời của lần đầu tiên tôi nghe. Rồi bây giờ mình hỏi ký người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em ạ. Rồi cho chị gặp chị ruột của em nha. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Và em chào quý vị trong trường quay. Em là Mỹ Duyên, là chị của Ngọc Tuyền. Thì đến tuổi cũng cập kê rồi, cũng lập gia đình để cho nhà cũng an tâm. Hôm nay nếu mà anh Quyền Linh và chị Cát Tường tác hợp cho hai em được thành công, gia đình em cũng cảm ơn anh chị. Nhận cái đầu heo dạ. Ha. Dạ. Dạ. Chị thấy bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì cũng được. Dạ, em cảm ơn chị. Khỏe. Nếu mà em thích thì em cứ tìm hiểu thêm. Thì chị là gia đình thì chị chỉ nhìn thì nói chung là cũng được. Rồi cảm ơn chị. Sao đi với ai? Em hiện tại là em đi với lại hai người bạn thân, với lại một người đồng nghiệp của bên của công ty ạ. Rồi mời đại diện bên nhà trai. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Chào em. Chào trường quay, tất cả mọi người ở trường quay. Em là Bích Trâm, bạn của Hổ ạ. Vậy dạ. Hôm nay em nhìn nhận hai bạn này như thế nào? Dạ đối với bạn gái bên phía này ạ, mình thấy cũng xinh. Em thấy bạn nữ với lại Hổ thì hai người cũng rất là, nói chung là nhìn ở bề ngoài thì rất là hợp. Còn về tính cách thì em thấy bạn nữ ở đây rất là thân thiện và rất là vui. Thì cho nên là trước mắt thì thấy hai người nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu đi. Rồi chuyện gì đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Kéo rào. Hello.
Hôm nay anh đến đây có một món quà để gửi tặng cho em. Cái này tượng trưng giống như là cái móc khóa là gửi trái tim của anh đến cho em, hy vọng là em có thể gìn giữ. Vậy sao cái móc khóa không có hình trái tim vậy anh? Anh chỉ có ôm cái lớp xe thôi, nên bởi vậy hình ảnh tất cả đều là lớp xe, nên em cứ yên tâm là không có người con gái nào khác. À, dạ em cảm ơn anh ạ. Anh thấy em sao? À, chung là nữ là lúc nào cũng là xinh đẹp hết trong mắt tất cả mọi người hết. Hôm nay thì anh cũng có muốn một món quà là gửi tặng đến em là một bài thơ nhỏ. Trời ơi, à, ngồi đi, ngồi rồi tâm sự, ngồi đi. À, buổi sáng có chàng trai xin chết, sau khi dân nàng hết hết trọn tình yêu, nàng vô tư nàng chẳng nói gì nhiều, giận một nỗi chàng liều chàng chết. Trước phiên tò, trước địa phủ, trước lương tâm, trước muôn năm chàng vẫn nói một lời, yêu em lắm đến anh liều anh xin chết. Rồi bạn nữ mình hát tặng bạn nam một đoạn cho em. Em cũng xin hát tặng cho anh một đoạn của bài hát. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng ngôi trên ngàn lá khi anh chiều buông, tiếng hát cô mộng mơ ôi rừng đời hoang sơ, qua suối đồi khe lá tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối trong ngàn đá dư âm về đâu, như khơi bao niềm thương yêu về niềm khổ liêu bên bát xưa rừng chiều. À, em hát rất là hay. Quan điểm với tình yêu hôn nhân gia đình của anh á, thì anh không có yêu cầu gì cao hết. Anh với em có thể là có cơ hội tiến sâu hơn, thì hy vọng là em có thể là thay anh chăm sóc gia đình cũng như là bên bên nội cũng như bên ngoại. Em bị vấn một số cái vấn đề giống như là xảy sinh mâu thuẫn trong gia đình chẳng hạn, thì em cứ việc sẻ chia, anh sẽ là bờ vai để cho em nương tựa cũng như là chia sẻ cảm xúc của bên của mình. Ví dụ như về nhà anh nhưng mà em khó có thể làm dâu được thì sao ạ? Cái phần làm dâu thì em cứ yên tâm đi, nhưng mà em yên tâm là về nhà thì thậm chí là em chắc em không có phải làm gì đâu, tại vì má của anh rất là cưng con dâu. Khi mà em nói em cần thì anh có thể sắp xếp công việc đến ngay và liền được không ạ? Em nói là em cần là anh đến ngay đó, anh sẽ sắp xếp để đến với em nhanh nhất. Dạ cảm ơn anh. Chuyện hẹn hò bây giờ mình hẹn sao? Anh và em có thể là đi xem phim, đi dạo. Sở thích của em là như thế nào? Bình thường buồn thì em hay đi siêu thị shopping. Có ai làm cho em giận đó, thì em đi shopping thì em phải mua đồ nhiều. Còn lúc mà em không giận bình thường đó, thì em mua cũng ít nhiều luôn. Hay cái này hay nha. Không ai dám làm em giận. Bây giờ là em cố gắng sẽ làm sao là để không có làm cho em giận là an toàn nhất, đúng không em? Rồi bây giờ hai bạn quan điểm thế nào về con cái nào, con trai hay con gái? Anh sẽ nhường lại cho em trước. Em cần con trai hay cần con gái, anh cố gắng anh sản xuất. Nói với em con trai con gái gì cũng là con nào em cũng thích hết. Vậy sản xuất được hết không? Cố gắng à. Rồi hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em nhìn thấy anh thì cũng có vẻ hiền đó. Cũng dạng lắm luôn á. Chững chạc, chân thành lắm đó. Dạ, chững chạc. Bạn nữ thứ nhất là hiền và có một cái cá tính. Tay vào nút bấm đi hai bạn. Anh thấy rằng cô gái rất là dễ thương, rất là hiền, chàng trai cũng vậy, chân thành. Cặp này người kia ít nói, người này nói nhiều cũng sao, bổ trợ cho nhau cũng được ha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nhé. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 Tôi là tôi bấm đó. 3 Bấm. Hết thời gian. Mời em. Chúc mừng. Đây, nắm tay nhau đi các bạn. Đó. Làm như đối tác vậy đó. Đâu phải chỗ bán thang đâu. Rồi, nắm tay nhau thật chặt. Hãy hôn nhau. Chứng tỏ rằng các bạn đến với nhau vì nhịp tim của mình chứ phải bất cứ điều gì cả. Em cũng xin chị cho phép em có thể là hôn em út của chị được không chị? Dạ. Em cho anh hôn chỗ nào? Dạ sáng em gội đầu rồi, cho nên anh cứ hôn trên tóc em là được. Gọi là xà bông bột đó. Thôi, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex.
Và đây là một phiếu giảm giá 25% của nệm cao su thiên nhiên Vinalates khi mua sản phẩm Vinalates tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, nệm cao su thiên nhiên Vinalates niềm tự hào cao su Việt. Và đây là phần quà đặc biệt, phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá là 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nắm tay nhau thật chặt nha, tìm hiểu nhau rồi báo tin vui cho chúng tôi nha. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Rồi, thưa quý vị, và bây giờ thì khán giả theo dõi chương trình cũng có thể nhận được một phần quà, đó là một chiếc TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng khi quý vị trả lời câu hỏi trên kênh fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ khán giả có mặt tại phim trường cũng có thể nhận được một nồi cơm điện trị giá là 350.000. Xin mời quý vị hãy lấy cái thăm may mắn của mình ra. Rồi, bốc thăm nha. Số 13. 13. Ai 13 bước lên sân khấu, nhanh lên. Đúng rồi, đây 13 đúng rồi ha. Rồi qua đây em ơi, anh rồi, gái. 13 là số may mắn này, thấy không? Gửi tặng em một chiếc nồi cơm điện của Akino trị giá là 350.000. Vui quá ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Có bồ chưa? Dạ rồi. Rồi vậy thôi xuống đi. Đừng đâu chưa có làm luôn đây luôn. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Ngày hôm nay chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúc cho những cặp đôi sẽ yêu thương nhau và mãi mãi gắn kết với nhau đi suốt con đường còn lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Smart TV Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc đã đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.